Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món cá kho dưa cải nhé. Để làm cá kho dưa cải chua thì các bạn cần chuẩn bị cho mình cá này. Mình mua cá trôi nhé. Thì các bạn là mua cho mình, hôm nay là mình mua 1 cân 3 cá các bạn ạ. Và thịt ba chỉ các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 300 g nhé. Nghệ, gừng các bạn ạ. Hành lá, thì là mùi nhé. Và cả dưa chua không thể thiếu rồi. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một bát dưa chua nhé, như này nhé. Vì mình kho lượng cá hôm nay hơi nhiều nên là mình phải dùng dưa chua nhiều nhé. Thịt các bạn thái ra cho mình nhé. Đây, thịt ba chỉ đây các bạn. Gừng nghệ thì các bạn là thái ra cho mình và mình đem đi giã nhé. Đây, gừng nghệ các bạn giã nhỏ ra cho mình nhé. Các bạn cho chảo lên bếp này và mình cho dầu ăn này nhé. Mình rán cá lên. Rán qua lên như thế này thì cá sẽ không bị tanh các bạn nhé. Khi mua cá về thì các bạn làm sạch cho mình phần bên trong bụng và mình rửa bằng nước muối loãng qua nhé. Để cho cá nó của mình nó sạch và ngon nhé. Những miếng mỡ mình cho vào đây để mình lấy trước. Còn chỉ cần rán cá qua như này thôi các bạn nhé. Các bạn cho mình một cái khoang lên bếp để cho dần thịt vào. Vì thịt này của mình nó lạc nên là mình cho thêm một ít mỡ vào nhé, hoặc là dầu ăn tùy theo các bạn. Đây mình có mỡ thì mình cho ít mỡ để mình xào lên với dưa. Nếu mà dưa chua quá nhé thì các bạn nên vắt hoặc là rửa qua dưa đi. Dưa này nhà mình không chua lắm cho nên là chua vừa. Mình cho vào đây mình xào đi. Đây cái phần mỡ khi mình rán cá nhé, thì các bạn là đổ vào đây. Mình xào để cho cái dưa này nó béo, nó ngấm vào cái thịt ấy. Sau đó mình sẽ đem đi kho.
các bạn cho mình phần riềng gừng và nghệ nhé. Bây giờ các bạn cho mình tương này. Tương mình tự làm đấy các bạn ạ. Mình có video hướng dẫn các bạn cách làm tương bần rồi đấy. Mình bắt con tương các bạn nhé. Mình cho vào đây đường các bạn nhé. Một thìa canh đường. Hạt lêm một thìa. Hạt tiêu các bạn cho mình một thìa nhé. Đây, khi xào như này được rồi nhé thì các bạn cứ cho mình phần cá vào. Các bạn cho mình muối nữa nhé. Nước tương và cũng không có độ mặn rồi nên các bạn cho mình hơn một thìa muối thôi. Và mình cho bát nước vào, nước nóng các bạn nhé. Còn là nước ấm thì cá thì mình kho có nước ấm. Mình kho cho cá nước xâm súc các bạn nhé. Đấy, nước xâm súc với cá như thế này là được. Và các bạn cho mình vài quả ớt vào nhé. Kho đến khi nào cạn nước thì thôi các bạn ạ. Khi nó đã sôi mạnh rồi thì các bạn giảm bớt lửa đi. Khi nào cá nó còn ít nước các bạn ạ, thịt nó mềm, xương cá nó mềm ra là được các bạn ạ. Các bạn có thể xem là nó vừa với gia đình nhà mình chưa nhé. Thì các bạn cứ đun cho mình với lửa vừa phải và mình đun đại vung này khoảng độ 2 giờ thôi. Các bạn khi mình kho cá ấy, gần được rồi đấy các bạn ạ. Chỉ cần thêm một chút nữa là nước nó sẽ cạn thôi. Thì đây là chỉ còn hơi ít nước nữa thôi ạ. Cá rất vàng và ngon các bạn nhé. Với món này thì ăn với cơm thì rất đưa cơm. Khi thời tiết tiết se lạnh như thế này thì mà khi chúng ta kho dừ như này nhé thì kể cả nhà có con nhỏ cũng ăn được. Mình ngửi thấy mùi dưa nó hơi cháy cháy ở dưới rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ các bạn cắt cho mình rau thơm vào nhé. Hành, thì là, mùi. Có nhiều rau thơm như này thì cá kho nó sẽ ngon hơn. Các bạn đẩy vung lại độ 1 đến 2 phút cho cái rau nó chín nhé. Đây, bây giờ mình mở ra nhé. Rất thơm và ngon thì có món cá kho như thế này. Giờ mình lấy ra đĩa là có thể thưởng thức thôi. Các bạn khi mình lấy cá nhé và nồi nước trong nồi như thế này là được nhé. Đây, các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là một đĩa cá kho thơm ngon như thế này nhé. Rất dễ ăn. Cái món này ăn với cơm là rất ngon và lại dễ tiêu hóa vì có dưa chua, nó có độ chua rồi ấy, làm cho thức ăn của chúng ta nhanh tiêu hóa hơn. Chỉ cần một bát dưa và khoảng 1kg cá các bạn nhé. 3 đến 4 lạng thịt ba chỉ, vài quả ớt, ít nước tương, tiêu, đường, nghệ và gừng. Và các gia vị khác các bạn cho như là lêm, bột ngọt, thứ nữa được. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Mình xin dừng video tại đây ạ.